2 năm với cháu thì thực ra cái tình cảm với bà cũng như đối với cháu là một tình cảm rất là lớn, vì bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm nhưng mà cũng chưa giúp đỡ được nhiều. Hôm nay thì được các chị trong đó ý chí đến để hỗ trợ giúp đỡ trường hợp của cháu, thực sự tôi cũng muốn nói rất nhiều nhưng mà cái tình cảm đối với bà với cháu mà mỗi lần nói thì tôi lại không thể nói lên lời. Thực sự là tôi cảm thấy là bà trong những hai năm mà tôi chủ nhiệm vừa qua ấy, thì bà mà giống như các cô hiệu trưởng vẫn nói là một phụ huynh hiếm có, bởi vì thực sự là cứ buổi sáng tầm 6:30 bà đã đến lớp rồi, và bà đến lớp thì nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao có một phụ huynh đến sớm như thế. Mà bà đến lớp thì chỉ làm nhiệm vụ rất là đơn giản nhưng mà tôi cảm thấy xúc động vô cùng, bởi vì là bà đến lớp thì bà giặt giũ khăn để lau rất là sạch sẽ, và đồng thời là bà cũng lau bàn cho cùng cô giáo, mà phụ các cô hiệu trưởng có bảo tôi rằng là lớp cháu có một phụ huynh mà cô thấy rằng là chưa bao giờ mà cô nhìn thấy một phụ huynh như thế, bởi vì là bà đến lớp thôi nhưng mà bà cái gì làm được cho lớp thì bà cũng làm, mặc dù tôi biết rằng là bà bị bệnh tiểu đường, căn bệnh rất là khó chữa, mà muốn chữa thì cũng về kinh tế cũng rất là khó khăn vất vả. Đối với cháu Quỳnh Anh ấy thì nói thật với quý vị thì tôi biết rằng là cháu là một em bé cũng rất là ngoan ngoãn ở lớp, mà không những thế mà ở lớp đến năm nay năm thứ hai rồi, khi mà chủ nhiệm lớp thì chúng tôi vẫn chọn lựa cho cháu đi thi cái chữ đẹp của lớp, bởi vì cháu là một trong hai học sinh mà được các cô lựa chọn, và cháu cũng chữ rất là đẹp. Nói thật là đến bây giờ tôi cũng không biết nói lời gì để cảm ơn bà. Chúng tôi cũng là giáo viên thì chúng tôi cũng có những khó khăn riêng của gia đình, cũng chỉ giúp đỡ những cái phần rất là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà vì tương lai của cháu Quỳnh Anh, tôi cũng rất là mong các quý khán giả, những người mà xem báo đài sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho con một phần nào đó cho bà, cho cháu để vượt qua những lúc khó khăn này. Chúng tôi cũng biết rằng là cái đường đời, cái học tập của cháu còn rất là nhiều gian nan, nên chúng tôi cũng rất là mong tất cả mẹ cũng các bậc phụ huynh, những người đang xem chương trình này thì giúp đỡ cho bà với cháu dù một phần rất nhỏ, như câu nói của nhân dân ta là lá lành đùm lá rách.